Phật Nàn Độ Như Lai Na. Ngon không? Cái đê này nhá, nó lồi ra một đoạn vùng đất thành cái làng, Bát Tràng. Đây này, bên trái bên nó lồi ra, chứ còn đây là cái đê, đến đây đến kia là nó thành lại nhập vào sông. Đấy, nó lồi cái chỗ này ra một mảnh đất thành cái làng rất là độc lập, cái làng Bát Tràng. Đấy, trên bản đồ này hết nó nhô hẳn ra quá to luôn, làng rất là to, làng này làng tận cùng của Hà Nội, giáp với lại kia, vẫn thuộc đất Hà Nội, nhưng nó vẫn thuộc đất Hà Nội, giáp với bên này là giáp với Hà Nội, rất sát với Hà Nội. Trường phải làm một cái thực tập và một cái làm một luận văn nhỏ. Đàn ông thì là có chọn làm cái gọi là y học dự phòng, y học cộng đồng, đi 1-2 tháng, ngủ luôn ở trạm y tế xã. Ở đây chưa chồng gì? Chứ còn đàn ông thì phải đi học quân sự, gọi là làm sĩ quan dự bị 2 tháng. 2 tháng nếu mà còn chiến tranh là phải đi vào nhập ngũ luôn. Ngày xưa là cái khóa anh như thế, may nhất là khóa anh sau một cái không phải đi Campuchia nữa, chứ cái khóa trước vẫn còn phải đi Campuchia. Đến khóa anh thì lúc ấy tự nhiên là hết, không phải đi. May nhưng mà sang đây thì có một cái cô bạn học cùng lớp của nó khác, còn người nó bên này tên là Kinh Ngọc, nó cũng lấy anh Thành. Anh Thành thì cũng là bác sĩ cùng lớp luôn, hai thế là Kinh nó anh có 3 đô. Thì Kinh Ngọc nhà ở gần đây này, thế là tối là về nhà nó nghỉ, không phải nghỉ ở trong trạm y tế, ăn nghỉ đấy, ăn nghỉ luôn, thế nên là nó cũng đỡ. Còn hàng ngày về cái trạm y tế đấy rồi xem cái đi 2 ngày, đi bao, đi 2 tháng, suốt 2 tháng luôn vậy. Ừ, 2 tháng sẽ làm cái luận văn. Không về thì mới về, nhưng mà phải giờ đấy là phải có mặt, cái giờ mà gọi là cái giờ người ta làm việc ấy, là các anh sinh viên năm thứ 6 thứ 7 giờ thì được nghỉ. 7 giờ được về, tất cả nữ thì phải đi thực tập hết, còn nam thì là phải đi học sĩ quan dự bị ra được thiếu úy, trung úy. Bọn là trường y thì học hơn 6 năm rồi, học sĩ quan dự bị nó ra cho trung úy non. Các trường đại học khác thì nó thấy sĩ quan dự bị cho thiếu úy. Vào quân đội thì là trung úy quân y đấy. À, lúc đó có thể là vào chiến trường được luôn, kinh lắm. Hồi khiếp lắm. Hồi còn đánh nhau Campuchia. Xung quanh vẫn còn cái vườn để các cái thứ được.
kín luôn, không còn một mét vuông. Đường biết thì làm. Đường này nó làm nhà nó làm lấn cả ra đường, quy hoạch của nó kém. Chưa có cái bè bờ kè đi này đâu. Như này nhưng mà nó cần đi rồi. Nó chưa có cái kè đi đấy. Đi xe đi thoải mái đi. Mà nó vắng vẻ, tối mà muộn muộn đi là cũng kinh kinh, không có người. Cứ hai ba đứa thì là ở đi cùng nhóm đến một trạm y tế. Đi ở cái trạm y tế của cái xã Bát Tràng này là may lắm đấy, nó gần Hà Nội mà. Có nhiều đứa là phải đi tận đến Đan Phượng này, đi các cái xã, cái huyện nó xa ấy.